Bệnh viện quốc tế 500 giường bỏ hoang ở Sài Gòn. Sau hơn 2 năm hoạt động, bệnh viện quốc tế Phúc An Khang đã liên tục bù lỗ và cuối cùng là chết lâm sàng. Đây được xem là dự án bệnh viện bỏ hoang đầy tiếc nuối tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại địa chỉ số 800 đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 năm qua bệnh viện quốc tế Phúc An Khang vẫn chỉ là công trình nằm trơ trọi cùng gió sương. Đây được xem là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam được chuyển đổi công năng từ công trình căn hộ chung cư. Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang trước đây là trung cư Thái Bình Plaza, do công ty trách nhiệm hữu hạn đã xây dựng Bình Dương làm chủ đầu tư. Theo thiết kế ban đầu, trung cư này có quy mô 5 block với 360 căn hộ, mặc dù đã xây dựng hoàn thiện nhưng do kinh doanh không khả quan. Cuối năm 2012 chủ đầu tư đã xin chuyển đổi công năng thành bệnh viện quy mô 500 giường theo tiêu chuẩn quốc tế, trải qua nhiều thủ tục từ chuyển đổi công năng, điều chỉnh quy hoạch đến trình phương án cải tạo. Đến giữa năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho công ty trách nhiệm hữu hạn đã xây dựng Bình Dương chuyển đổi công năng chung cư Thái Bình Plaza thành bệnh viện. Đầu năm 2015, bệnh viện quốc tế Phúc An Khang chính thức đi vào hoạt động. Thế nhưng, chỉ hơn 2 năm sau đó bệnh viện này đã phải đóng cửa vì hoạt động không hiệu quả. Theo ông Diệp Văn Phát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, sau hơn 2 năm hoạt động bệnh viện đã lỗ lũy kế hơn 60 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay ban đầu và không còn đủ tài chính để duy trì hoạt động chính thức đóng cửa từ ngày 28 tháng 4 năm 2017, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã hoàn tất các thủ tục và chi trả đầy đủ bảo hiểm cho người lao động theo quy định. Hơn 4.000 người đăng ký thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện này cũng được chuyển sang các bệnh viện cùng tuyến quận huyện để khám chữa bệnh. Bỏ hoang từ năm 2017 đến nay, hiện Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang hiện chỉ là các tòa nhà cao tầng chống hơ chống hoát. Dù không còn động thái hoạt động nào nhưng bệnh viện vẫn bố trí bảo vệ để trông coi nơi đây. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của tòa nhà đã và đang xuống cấp theo thời gian. Chủ đầu tư đã bỏ ra 300 tỷ đồng để chuyển đổi công năng và 200 tỷ đồng chi phí đầu tư bệnh viện, thế nhưng công trình này hiện vẫn bỏ hoang đầy tiếc nuối.